Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những tin tức nóng về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được chúng tôi cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Công an đột kích tụ điểm có nhiều thanh niên trẻ đẹp, múa thoát y phục vụ quý bà. Giám đốc điện lực huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn. Khởi tố cựu bí thư huyện ủy, giả chữ ký, thâu tóm 138 hecta đất rừng ở Bình Định. Bắt giam nữ giám đốc ngân hàng MSB Thanh Xuân chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách. Cấm xuất cảnh với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Quốc tế Mỹ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 28 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Trúc Ly, 40 tuổi, ngụ ở quận 1, Đặng Thành Giỏi, 28 tuổi, ngụ ở quận 10, về hành vi môi giới mại dâm và hai người khác về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó vào ngày 21 tháng 3, PC02 đã phối hợp với Công an quận 7 tiến hành kiểm tra hành chính hai khách sạn ở phường Tân Phong và phát hiện bốn cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong đó, bốn người nam mua dâm đều mang quốc tịch Hàn Quốc và thời điểm bắt quả tang, cô gái TTN, 25 tuổi, quê ở Hậu Giang, đang có ý định phi tang một gói bột màu trắng, nghi là ma túy đá. Qua đấu tranh, các cô gái bán dâm khai là tiếp viên của nhà hàng Crystal ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, chuyên tiếp khách nước ngoài là người Hàn Quốc, Trung Quốc. Sau đó, các cô gái thỏa thuận mua bán dâm với giá từ 5 triệu đồng một lần và 8 triệu đồng qua đêm. Ngay sau đó, một tổ công tác của PC02 phối hợp với Công an Quận 1 kiểm tra nhà hàng Crystal và phát hiện nhà hàng có từ 50 đến 100 tiếp viên nữ túc trực để tiếp hàng trăm lượt khách, đặc biệt là khách người nước ngoài. Cơ quan Công an xác định nhà hàng Crystal hoạt động từ 11 giờ đến 3-4 giờ sáng ngày hôm sau và các quản lý cho tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại phòng nhằm thu hút khách để tăng doanh thu. Nếu khách có nhu cầu sử dụng chất ma túy. Nhân viên sẽ liên hệ mua cho khách, cùng khách sử dụng và sẵn sàng cho tiếp viên đi bán dâm cho khách. Với hình thức hoạt động nói trên, chủ quán đã thu lợi bất chính từ 300 đến 500 triệu đồng một ngày và khoảng 10 tỷ đồng một tháng. Ngoài ra, trong nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ đẹp túc trực, sẵn sàng phục vụ múa thoát y, phục vụ cho khách hàng là nữ giới lớn tuổi. Nếu khách có nhu cầu mua bán dâm thì các nhân viên sẽ đưa khách qua các địa điểm khách sạn do nhân viên quán chọn để làm điểm đáp. Mỗi lượt tiếp viên đi bán dâm, quản lý sẽ được hưởng 500.000 đồng. Nếu tiếp viên bán dâm qua đêm thì quản lý sẽ được hưởng 1 triệu đồng. Ngoài ra, Ly và Giỏi còn được hưởng từ 10 đến 15% trên tổng hóa đơn đặt bàn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Trúc Ly và Đặng Thành Giỏi về hành vi môi giới bán dâm, bắt khẩn cấp Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra mở rộng vụ án. Tối ngày 28 tháng 3, Công an tỉnh Bắc Cạn cho biết đã bắt tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với Hoàng Thanh Bình, sinh năm 1977 ở phường Phùng Trí Kiên, thành phố Bắc Cạn, là giám đốc điện lực huyện Nari để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, ông Hoàng Thanh Bình với vai trò là giám đốc điện lực huyện Nari đã chiếm đoạt số tiền trên 300 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng trong tối ngày 28 tháng 3, Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đình Kim, là cựu bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Nguyễn Đình Kim đang được cho tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định cho hay, cựu bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim đã tự viết đơn, chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông bao gồm chị ruột, ba cháu ruột và con trai. Có 4 trường hợp sau đó thực hiện chuyển nhượng, Kết quả cuối cùng, hơn 138 hecta đất rừng phòng hộ đã về tay gia đình ông Kim. Cuối năm 2022, Thanh tra tỉnh Bình Định đã kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chuyển hồ sơ vụ việc nói trên sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bình Định để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc này cũng được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh Bình Định đưa vào diện theo dõi, quản lý. Hiện hơn 138 hecta rừng phòng hộ của gia đình ông Nguyễn Đình Kim đã bị thu hồi. Chiều ngày 28 tháng 3, liên quan đến vụ khách hàng bỗng dưng mất 58 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 10 tháng 10 năm 2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tin tố cáo bà Bùi Thị Hoàng Anh, sinh năm 1984, trú tại trung cư 390 Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, là giám đốc ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách với số tiền 165 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra, Ngày 18 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định, bà Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết, hiện Công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định, không có đồng phạm và Công an đang tiếp tục điều tra. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng yêu cầu Ai là bị hại liên quan đến vụ án này thì liên hệ với cơ quan công an để phối hợp điều tra. Những ngày gần đây, dư luận đã xôn xao về vụ việc một tài khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam MSB bị bốc hơi hơn 58 tỷ đồng. Đang nói là vụ việc chưa hết ồn ào thì lại có thêm một khách hàng nữa phản ánh cũng bị rút sạch số tiền 27,7 tỷ đồng. Cụ thể, bà VTKO trú tại Hà Nội cho hay Tháng 3 năm 2021, bà mở tài khoản tại MSB. Từ ngày 30 tháng 3 năm 2021, bà O đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản trên, mỗi lần chuyển tiền đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản và số dư tài khoản. Trên giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân hoặc giám đốc chi nhánh ký và đóng dấu đỏ của ngân hàng MSB sau nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và một lần rút gốc, số dư tài khoản của bà O đến ngày 5 tháng 10 năm 2023 là 27,7 tỷ đồng, theo xác nhận của ngân hàng. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 10 năm 2023, bà O yêu cầu sao kê tài khoản từ khi mở thì phát hiện tài khoản chỉ còn số dư 46.328 đồng. Trên bảng sao kê tài khoản, thể hiện rất nhiều giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà O yêu cầu hoặc thực hiện. Ngoài ra, số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các giấy xác nhận thông tin tài khoản, số dư tài khoản hoặc email do MSB cung cấp hoặc gửi cho bà O tại thời điểm tương ứng. Trước đó, bà NTL cũng phản ánh đến báo chí về việc số tiền hơn 58 tỷ đồng gửi tại MSB đã bốc hơi chỉ còn chưa đến 100.000 đồng. Đáng nói là cách thức mất tiền cũng diễn ra tương tự như trường hợp của bà VTKO luật sư đại diện của cả hai khách hàng trên nói sau khi xảy ra vụ việc khách hàng đã có buổi làm việc tại msb tuy nhiên sự việc vẫn rơi vào bế tắc cho đến hiện nay còn phía msb cho biết trong quá trình tra soát hoạt động đánh giá các cán bộ định kỳ tại các chi nhánh ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ công nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia msb và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ Hiện vụ việc đang được công an thành phố Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. Chiều ngày 28 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội quý 1. Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về việc khách hàng mất tiền tại MSB. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, ngày 10 tháng 10 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra đã tiếp nhận tin báo của ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên là Bùi Thị Hoài Anh, sinh năm 1984, là giám đốc chi nhánh ngân hàng MSB Thanh Xuân, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt 165 tỷ đồng. Ngày 18 tháng 10 năm 2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh, qua đó xác định 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. Hiện nay, cơ quan công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại còn theo luật sư trương anh tú chủ tịch công ty luật tat lao phim vụ việc này cũng giống như nhiều vụ việc bị mất tiền trong tài khoản tiết kiệm ngân hàng đã xảy ra trước đây điểm chung của các vụ việc là khách hàng tin tưởng cán bộ ngân hàng giao dịch với nhân viên ngân hàng và tại phòng giao dịch hoặc chi nhánh ngân hàng nhưng sau đó đã bị các đối tượng này dùng các thủ đoạn để rút và chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiết kiệm vụ việc nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật của cán bộ ngân hàng là trách nhiệm hình sự của cá nhân cán bộ ngân hàng phải chịu với nhà nước quan hệ này độc lập và nằm ngoài quan hệ giữa ngân hàng và khách gửi tiền dưới góc độ luật dân sự việc gửi tiền vào ngân hàng tổ chức tín dụng phải luôn được hiểu là hợp đồng cho vay tài sản theo đó sau khi gửi tiền vào ngân hàng thì chính ngân hàng sẽ trở thành chủ sở hữu khoản tiền đó và phải chịu rủi ro đối với nó người gửi chấm dứt quyền sở hữu đối với số tiền và gửi trở thành bên cho vay, có quyền yêu cầu ngân hàng thanh toán các khoản tiền khác tương đương theo thời hạn thỏa thuận. Do đó luật sư Trương Anh Tú khuyến cáo khách hàng nếu rơi vào tình huống này, trước tiên cần bình tĩnh tập hợp đầy đủ các hồ sơ chứng từ, tài liệu giao dịch với ngân hàng và tìm đến một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín để tiến hành thủ tục mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho mình. Ngày 28 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thắng, 29 tuổi, ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thắng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng Bạc trang sức Huỳnh Thắng, có địa chỉ tại khu dân cư Cổ Chiên, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Quá trình điều tra, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2023. Thắng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là công ty của Thắng được cấp phép xuất khẩu vàng ra nước ngoài. Vì vậy, Thắng đã tuyển tranh là nơi bỏ mối xỉ mặt hàng vàng miếng, vàng trang sức và thợ gia công vàng nữ trang 18K. Nhưng với điều kiện, công ty của Thắng sẽ giữ lại 30% vàng trên tổng số lượng vàng mà Trành, thợ giao. Thắng cam kết sẽ hoàn lại cho Trành, thợ trong một tháng. Sau đó, thắng chỉ đạo nhân viên nấu lại toàn bộ vàng của 15 trành thợ thành vàng khối, tổng số lượng gần 987 lượng vàng 18K, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng để chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị ai là bị hại liên quan đến vụ án trên thì liên hệ với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, địa chỉ tại số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, số điện thoại điều tra viên thụ lý vụ án 0919 283 038 cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan để làm rõ. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác về tình hình an ninh trật tự. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Mỹ, gọi tắt là trường quốc tế Mỹ. Trong báo cáo, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, do nợ thuế thu nhập cá nhân. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai biện pháp đình chỉ tuyển sinh trong năm 2024-2025 đối với trường Quốc tế Mỹ đến khi nhà đầu tư giải quyết hoàn tất các vấn đề về tài chính và nhân sự, ổn định công tác tổ chức hoạt động giáo dục. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo đình chỉ hoạt động nếu trường không giải quyết được các vấn đề về tài chính và nhân sự hiện nay. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng được yêu cầu phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp, quản lý chặt chẽ tình hình tại trường này. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ngành liên quan và các quận huyện thành phố Thủ Đức hỗ trợ ngành giáo dục đào tạo ổn định dư luận, quản lý chặt chẽ hoạt động của công ty cổ phần giáo dục quốc tế Mỹ AIS vì hoạt động của công ty ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và chất lượng giáo dục của trường quốc tế Mỹ phối hợp theo dõi tình hình hoạt động của trường và đẩy nhanh tiến độ làm việc với bà Nguyễn Thị Út Em nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến đầu tư và tổ chức hoạt động giáo dục của trường. Cũng theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trường quốc tế Mỹ được thành lập trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS do bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đứng tên đại diện đã ký kết nhiều loại hợp đồng dưới hình thức vay vốn, từ vài tỷ đến chục tỷ với một số phụ huynh có con em đang học tại trường với điều khoản. Cụ thể, vay vốn không tính lãi suất của khoản tiền vay trong suốt thời gian học sinh tham gia chương trình đào tạo. Khi học sinh chấm dứt chương trình đào tạo, trường sẽ hoàn trả số tiền đã vay trong thời gian nhất định. Tuy nhiên, do trường không thực hiện cam kết, ngày 21 tháng 9 năm 2023, nhiều phụ huynh đã tập trung tại cổng trường, căng băng rôn đòi nợ. Đến ngày 10 tháng 1 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với trường về tình hình tài chính của nhà trường để đảm bảo duy trì hoạt động. Ngày 11 tháng 1, trường có báo cáo về tình hình hoạt động của nhà trường, phương án tài chính chưa rõ ràng nhưng trường báo cáo có thể hoạt động đến cuối năm học. Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu chủ tịch hội đồng trường báo cáo khả năng duy trì hoạt động của nhà trường đến cuối năm học. Ngày 15 tháng 1, Tổ công tác liên ngành đã thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kết quả kiểm tra tình hình hoạt động của công ty cổ phần giáo dục quốc tế Mỹ AIS, trường quốc tế Mỹ. Trong đó, đề xuất chuyển thanh tra thành phố xem xét hồ sơ, tiến hành thanh tra tình hình hoạt động của đơn vị để kiến nghị những biện pháp xử lý theo quy định. Theo Ủy ban nhân dân thành phố, tính đến tháng 3 năm 2024, đội ngũ nhân sự đang công tác tại trường gồm 129 giáo viên nước ngoài, 26 giáo viên Việt Nam, 103 nhân viên. Đối với giáo viên nước ngoài, trường đã thanh toán 70% lương tháng 1 năm 2024, đang nợ lương tháng 2. Đối với giáo viên người Việt, trường đã hoàn tất thanh toán lương tháng 1, đang nợ lương tháng 2. Đến ngày 7 tháng 3 năm 2024, bà Nguyễn Thị Út Em cam kết bằng văn bản về lộ trình trả lương cho giáo viên để duy trì hoạt động dạy học. Cụ thể, đến ngày 11 tháng 3 sẽ trả bảo hiểm quốc tế và 10% lương tháng 1 đến ngày 14 tháng 3 sẽ thanh toán 20% còn lại của lương tháng 1 và toàn bộ lương và tiền nhà tháng 2 cho giáo viên. Báo cáo cho biết, đến thời điểm hiện tại ghi nhận, bà Nguyễn Thị Út Em không thực hiện được nội dung trả lương như cam kết. Cũng theo Ủy ban Nhân dân thành phố, ngày 18 tháng 3, Hội đồng trường đã cho toàn bộ hơn 1.200 học sinh nghỉ học. Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Hội đồng trường và yêu cầu ngày 19 tháng 3 phải cho toàn bộ học sinh trở lại học bình thường nhưng cũng trong ngày 19 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận có khoảng 50% giáo viên và ngày 20 tháng 3, khoảng 55% giáo viên đã nghỉ dạy. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, theo ý kiến của công an thành phố, hợp đồng ký kết giữa AIS Việt Nam và phụ huynh là hợp đồng dân sự, không có nội dung ràng buộc trách nhiệm giữa các bên nên chưa có cơ sở để công an tiến hành điều tra vụ việc. Theo Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo công an thành phố kiểm tra xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh về sự việc các cây sao đen trên phố Lò Đúc bị chết bất thường, trong đó sẽ trả lời đầy đủ nội dung báo chí đưa tin, kể cả quy trình chặt hạ và có sự việc xây nhà mới thì cây chết hay không. Ông Dũng khẳng định trước ngày 1 tháng 4, công an thành phố Hà Nội sẽ có thông tin trả lời về nội dung này. Trước đó theo phản ánh của báo chí Ngày 25 tháng 3, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội đã tiến hành chặt hạ một gốc cây sao đen cổ thụ trên vỉa hè trước số nhà 65 phố Lò Đúc. Điều đáng nói, cây sao đen số 65 Lò Đúc bị cưa hạ đang án ngữ trước mặt tiền của tòa nhà cao khoảng 6 tầng một tum vừa xây dựng xong. Không chỉ vậy, hai cây sao đen ở số nhà 71 và cây sao đen được gắn số 36 trên tuyến phố Lò Đúc Hà Nội cũng có dấu hiệu chết khô cành lá trơ trụi. Điểm chung của các cây sao đen chết khô này là điều án ngữ trước mặt tiền các tòa nhà cao tầng. Ngay từ giữa tháng 5 năm 2019, dư luận tại Hà Nội đã từng xôn xao về việc cây sao đen trước cửa số nhà 71 phố Lò Đúc bị kẻ gian đào gốc, đổ chất lạ, nghi là thuốc trừ sâu xuống đất. Hình ảnh tại hiện trường vào thời điểm trên cũng cho thấy cây sao đen trước cửa số nhà 71 phố Lò Đúc bị đào toàn bộ gốc và đổ rất nhiều chất lạ màu xanh, bốc mùi khó chịu. Ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên Cây Xanh Hà Nội xác nhận, cây xeo đen tại số nhà 65 Lò Đúc bị chết khô, đơn vị đã tiến hành cắt hạ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và cảnh quan đô thị. Về nghi vấn cây sao đen này bị chặt hạ là do nằm trước cửa một ngôi nhà cao tầng mới xây, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên Cây Xanh Hà Nội thông tin. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân phường, quận để điều tra, nhưng do thời gian lâu nên chưa xác định được đối tượng xâm hại. Đáng chú ý, khi công trình số nhà 65 phố Lò Đúc hoàn thiện xong, cây sao đen đã có dấu hiệu chết từ tháng 10 năm 2023. Theo ông Nguyễn Đức Mạnh, cây sao đen rất cao, phía dưới có dấu vết mục rỗng. Ủy ban Nhân dân phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng đã có ý kiến với Sở Xây dựng Hà Nội sau đó, Sở có văn bản yêu cầu công ty và Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội kiểm tra, giả soát, thống nhất hai nội dung, phải xử lý bằng cách trồng cây mới thay thế, chụp ảnh hiện trạng và đề nghị phường Phạm Đình Hồ tiếp tục điều tra vi phạm nếu có để xử lý. Nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản, phương tiện tham gia giao thông cũng như cảnh quan đô thị, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội và các bên đã thống nhất đề nghị hoàn thiện thủ tục chặt hạ, đánh gốc trồng cây theo quy định. Tuy nhiên, Trước những phản ứng của người dân xung quanh và dư luận xã hội, nên đơn vị hiện đang cho tạm dừng việc đánh chuyển cây sao chết khô này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.